ngày 7 tháng 7 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 1 đến câu 7. Một hôm, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo. Ông Tôma và ông Matthêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông Anphê, và ông Tadeo. Ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Suy niệm. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lựa chọn nhóm 12 môn đệ thân tín và sai các ông đi loan báo tin mừng nước trời. Con số 12 tượng trưng cho sự trọn vẹn của giáo hội Chúa Kitô và dân Israel xưa. Các môn đệ được sai đến với các con chiên lạc nhà Israel, là những người được mời gọi trực tiếp đón nhận ơn cứu độ của Đấng Messiah mà Thiên Chúa gửi đến. Ơn cứu độ mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ rao giảng cho mọi người, đó là việc hưởng hạnh phúc nước trời. Chỉ có những ai đón nhận, tin theo con người Đức Giêsu thì mới có được hạnh phúc ấy. Vì thế, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hãy dấn thân rao giảng tin mừng cứu độ bằng những lời giảng dạy, hành động yêu thương, lời nói, việc làm, dấn thân, hy sinh, phục vụ và quyền làm phép lạ mà Chúa trao cho từng người, để họ quy tụ mọi người lắng nghe, hiểu rõ và nhận biết Đức Giêsu là chân lý cứu độ, đem lại yêu thương và ơn giải thoát mọi tội lỗi cho muôn người. Ơn cứu độ chỉ đến với những ai đón nhận với lòng tin và hoán cải tâm hồn khi biết nâng đỡ, yêu thương nhau trong cuộc sống. Đây cũng chính là sứ mạng của mọi Kitô hữu. Chúa sai chúng ta đi vào đời, đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người, như Chúa đã sai các tông đồ ngày xưa. Đấy là vinh dự và bổn phận của các Kitô hữu. Hơn nữa, Công đồng Vaticano II khẳng định bản chất của Hội Thánh là truyền giáo, thì mọi Kitô hữu cũng chính là những sứ giả tin mừng. Chúa muốn chúng ta đi vào cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát để đem nhiều người về với Chúa. Cảm xúc của Chúa Giêsu đứng trước cánh đồng lúa chín vàng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, cũng phải là cảm xúc của chúng ta đứng trước tình hình của thế giới hiện nay. Chúng ta hãy xin Chúa sai nhiều sứ giả tin mừng đến cánh đồng truyền giáo. Đồng thời, chúng ta cũng có thể góp phần vào công việc loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống chứng tá của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng con, ở gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng con nơi công sở xí nghiệp. Còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem tin mừng đến cho muôn dân bằng việc cảm hóa họ qua đời sống chứng tá, đạo đức của chúng con. Amen.
Thank you.